Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ của tác giả Vũ Phong. Tập 10. Chương 91. Nướng lợn rừng. Mọi người đáp xuống một sơn mạch không người. Lục Thiếu Du đánh giá xung quanh, khắp nơi đều là đại thụ che trời. Ngẫu nhiên sẽ có vài tiếng thú giống không rõ truyền tới. Mọi người chú ý một chút, trong vùng núi này hẳn là không có yêu thú gì, nhưng dã thú vẫn không ít, còn có chút độc xà cần phải chú ý, nghỉ ngơi hai canh giờ chúng ta lại xuất phát. Bạch Mi trưởng lão nói với mọi người ở trên lưng nham thiếu bay suốt 7 ngày, lúc này xuống đất, tự nhiên cần giãn gân cốt. Lục Thiếu Du thừa dịp không có người chú ý, một người đi tới neo hẻo lánh, móc tiểu long ra. Tính ra tiểu long đã 7 ngày không có ăn uống gì, ở trong tay Lục Thiếu Du, nó đang vẻ mặt ủy khuất nhìn qua Lục Thiếu Du. Tiểu long, ngươi đi tìm chút gì ăn đi, nhớ rõ một lát phải quay về. Lục Thiếu Du nói với Tiểu Long, lập tức bảo Tiểu Long tiến vào sâu trong sơn mạch. Từ lần trước Tiểu Long bị hắc y nhân kia trọng kích hai lần cũng không có thương thế gì thì Lục Thiếu Du càng yên tâm với Tiểu Long. Nhìn thấy Tiểu Long đi xa, Lục Thiếu Du mới thở ra một hơi, hiện tại còn không có ai biết trên người mình có Tiểu Long. Nam Thúc đã thông báo, Tiểu Long thân phần đặc thù, nếu có cường giả nhận ra thì phiền toái. Ồ, là thỏ rừng sao? Vào lúc này trên đống cỏ dại trước mặt đong đưa, lập tức có một con dã thú cao nửa mét đi ra. Lợn rừng. Nhìn thấy con dã thú này xuất hiện, Lục Thiếu Du kinh ngạc. Đây là một con lợn rừng, cao nửa mét, có dài hơn một mét, da lông màu đen, ngoài miệng còn có hai cái răng nanh bén nhọn. Ụt! Con lợn rừng nhìn thấy Lục Thiếu Du thì kêu ầm lên, rồi nó lao về phía Lục Thiếu Du. Lợn rừng có tính công kích còn mạnh hơn cả sói. Thân xác Lục Thiếu Du trầm xuống. Con lợn rừng này không phải yêu thú cũng không phải linh thú. Nó chỉ là dã thú bình thường mà thôi, thợ săn tốt một chút là bắt được, mình bây giờ không cần phải e ngại lợn rừng. Đến tốt. Lục Thiếu Du cười cười, mấy ngày nay toàn ăn lương khô, miệng của hắn rất nhạt, bây giờ có một con lợn rừng đưa tới cửa, tuyệt đối là mỹ thực. Vận chuyển chân khí vào tay, trong tay ngưng tụ trưởng ấn màu vàng đánh ra. Phanh. Trưởng ấn mang theo khí kình cường hãn đánh thẳng vào người lợn rừng bị đánh bay ra xa 10 mét, đụng vào thân một cây đại thụ che trời, thân cây lay động, vô số lá rụng rơi xuống. Con lợn rừng kêu rên một tiếng, trong miệng nước bọt xen lẫn máu tươi chảy ra, té trên mặt đất, run rẩy hai cái sau đó không nhúc nhích. Xảy ra chuyện gì thế? Thân ảnh Bạch Mi trưởng lão xuất hiện bên cạnh Lục Thiếu Du, vừa rồi có tiếng lợn rừng gầm gừ, người ở phía xa nhìn thấy. Nhìn thấy trên mặt đất có lợn rừng chết đi cũng biết là xảy ra chuyện gì. Trưởng lão, chỉ gặp một con lợn rừng muốn chết mà thôi, không có việc gì. Lục Thiếu Du nói, vùng núi này có chút, dã thú cỡ lớn lợi hại, mọi người nên chú ý nhiều một chút. Bạch Mi trưởng lão nói, lúc này Độc Cô Băng Lan, Lục Vô Song, Dương Diệu và có mấy chấp sự Vân Dương Tông cũng chạy tới. Lục Thiếu Du dò xét xung quanh vài lần, lập tức nhặt về không ít củi lửa. Lại chém ra hai chạc cây cao, vận chuyển chân khí cắm chạc cây vào trong đất. Thiếu Du, đệ định làm gì thế? Nhìn thấy Lục Thiếu Du làm tất cả thì mọi người nghi hoặc. Vô Song tỷ, đưa thanh nguyệt kiếm cho ta mượn một chút. Lục Thiếu Du mỉm cười nói ra. Đây, Lục Vô Song xuất thanh nguyệt kiếm đưa cho Lục Thiếu Du. Đèn. Lục Thiếu Du đi tới trước lợn rừng, thanh nguyệt kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, thanh nguyệt kiếm đảo qua bụng con lợn rừng. Tất cả nội tạng trào ra, thủ pháp rất nhanh nhẹn. Xong, Lục Thiếu Du cầm lấy một cây côn dài đã chuẩn bị sẵn, trực tiếp xuyên qua miệng con lợn tới phần đuôi, gác lên trên hai chạc cây. Dưới chạc cây là củi khô, ngưng tụ hỏa hệ thuộc tính tụ hỏa diễm, lập tức đốt một đống củi khô bốc cháy. Thiếu Du, ngươi làm cái gì vậy? Bạch Mi trưởng lão không nhịn được hỏi. Trưởng lão, đây là đồ nướng, lát nữa lợn rừng chín chúng ta sẽ ăn. Lục Thiếu Du mỉm cười, từ trong trí nhớ biết được, trên thế giới này dường như không có chuyện nướng thế này. Vốn muốn nướng chín con lợn rừng không khó, dùng linh lực ngưng tụ hỏa diễm một lát là xong, nhưng mà Lục Thiếu Du từ nhỏ là đã khá tâm đắc với đồ nướng. Biết rõ đồ nướng chỉ có dùng củi đốt lửa nướng ra mới là ngon nhất, những lửa khác không được, trong củi còn có mùi thơm cố hữu. Đồ nướng, như vậy có thể ăn ngon sao? Bạch Mi trưởng lão nghi ngờ nói. Lúc này mọi người vô cùng nghi hoặc, đợi tí nữa mọi người sẽ biết rõ. Lục Thiếu Du nói nhỏ, ăn ngon tự nhiên không thể thiếu nguyên liệu,
nhưng mà nơi này không có nơi mua nguyên liệu. Ở kiếp trước Lục Thiếu Du cũng nếm qua lợn rừng, trên người lợn rừng chính tông đều có một ít vị mặn, không cần cho thêm muối. Lục Thiếu Du vừa mới nói xong, vận chuyển chân khí thả người bay ra sau một cây đại thụ, trong tay nắm một bó lá cây thật to, lập tức nhét vào trong bụng con lợn. Lục Thiếu Du trong lúc vô tình phát hiện, cây này không phải cây bình thường, ở kiếp trước, đây là cây hương diệp, trong lá cây có mang theo hương thơm nhàn nhạt, dùng để làm đồ nướng là tốt nhất. Sau khi làm xong tất cả, Lục Thiếu Du bắt đầu nướng lợn rừng, nhìn Lục Thiếu Du làm tất cả mọi người nghi hoặc và hiếu kỳ. Qua một lát sau, con lợn rừng đã nướng thành màu vàng, mỡ lợn chảy ra ngoài rơi vào trong ngọn lửa, trong khói bốc lên mang theo hương thơm nhàn nhạt. Mùi thơm càng ngày càng đậm, mỡ lợn chảy ra càng nhiều, cả người lợn rừng càng ngày càng thơm, trong mùi thơm cũng có hương vị hương diệp tỏa ra xen lẫn cùng một chỗ. Quả thực rất hấp dẫn, ngửi được vị thịt, mọi người 7 ngày qua đều ăn lương khô, lúc này đã ứa nước miếng ra. Thơm quá a. Dương Diệu nhịn không được nuốt nước miếng, hương thơm quá mê người. Thiếu Du, đã chín chưa? Bạch Mi trưởng lão nuốt nước miếng một cái, vốn với tu vị của hắn, mấy tháng không ăn cái gì cũng không sao, nhưng mà mùi thịt như vậy lại khơi dậy cơn thèm ăn của hắn. Còn chưa chín, nhất định phải chờ mỡ lợn chảy ra toàn bộ mới được. Lục Thiếu Du nói ra, loại thịt này nếu có quá nhiều mỡ, hương vị sẽ giảm đi rất nhiều. Nhìn thấy Lục Thiếu Du bị mọi người vây quanh, chỉ có Vương Lương cùng Lục Thiếu Hổ hai người khinh thường lườm Lục Thiếu Du vài lần, nhưng ánh mắt không tự chủ được nhìn vào thịt lợn nướng vài lần. Sau một lúc con lợn đã rút nhỏ 1/5, mùi thơm vô cùng nồng đậm của thịt tỏa ra. Mùi thơm phiêu tán làm mọi người chảy nước miếng, màu sắc cả đầu lợn rừng này biến thành màu vàng, nhìn qua rất mê người. Lục Thiếu Du lúc này cũng nuốt nước miếng, hôm nay ăn thịt lợn rừng hoang dại thật sự là tốt, kiếp trước nếu được ăn cũng không thể ăn được thứ tốt này. Xong, trưởng lão, ngài nếm thử xem. Chương 92, tiểu tử ngươi đúng là một tay đầu bếp. Lục Thiếu Du nhìn qua Bạch Mi trưởng lão, kéo chân trước của con lợn xuống, mùi thơm của thịt tràn ngập mang theo khí nóng, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Chân trước của con lợn Lục Thiếu Du muốn cho Bạch Mi trưởng lão, thân là trưởng lão ngoại môn Vân Dương Tông, hắn cũng có không ít quyền lực, nịnh bợ một chút cũng không có gì xấu. Tốt, ta nếm thử. Bạch Mi trưởng lão sớm không nhịn được, lông mi trắng nhảy lên, cầm lấy chân lợn, chẳng quan tâm bị phỏng há miệng gặm một cái. Thịt lợn nướng vào miệng mang theo hương thơm, nhai một cái không tê răng, chất thịt dai mà không nát, một ngụm cắn xuống còn có nước. Hai mắt Bạch Mi trưởng lão lập tức trợn tròn, nhịn không được nói, hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có ngón này, ăn ngon, ăn quá ngon. Chư vị chấp sự, mọi người cùng nếm thử đi. Lục Thiếu Du nhìn bốn chấp sự Vân Dương Tông mời tiếp, lập tức kéo hai cái chân sau xuống, một cái đưa cho Lục Vô Song, Vô Song tỷ, tỷ cũng nếm thử đi, mùi vị không tệ đâu. Băng Lan tiểu thư, Thúy Ngọc, đây là của các ngươi. Một cái chân sau khác Lục Thiếu Du đưa cho Độc Cô Băng Lan. Ta lần đầu tiên được ăn loại thức ăn này, tất nhiên là muốn nếm thử. Độc Cô Băng Lan không có cự tuyệt, mỉm cười nói. Chư vị chấp sự, trực tiếp dùng tay a, ăn cái này phải dùng tay cầm mới tốt. Lục Thiếu Du quay đầu lại, nhìn thấy bọn họ cầm xương sườn nhưng không biết ăn đường nào, mỉm cười nói ra, trực tiếp dùng tay nắm xương sườn lên gặm. Thịt vừa vào miệng lại đầy hương thơm, hương vị rất ngon. Lục Thiếu Du lần đầu tiên cảm thấy tay nghề của mình không tệ. Bốn vị chấp sự nhìn thấy mọi người đều ăn, lúc này cũng không cố kỵ cái gì, nhao nhao dùng tay kéo một khối xuống, mùi thịt vào miệng thì toàn thân thoải mái. Ta cũng không khách khí. Tần Thiên Hạo mỉm cười, cũng tiến lên cầm một khối thịt nướng lên, lập tức mang theo mỡ đông chảy ra khỏi miệng, nói ra, thật sự là không tệ, quá thơm. Vậy ăn nhiều một chút. Lục Thiếu Du kéo một khối lớn cho Tần Thiên Hạo. Tần Thiên Hạo tuy không quá nói nhiều, nhưng Lục Thiếu Du cũng nhìn ra. Tần Thiên Hạo là người ít nói không phải gian tà, có thật tình, ở chung với loại người này cũng không cần lo lắng bị tính kế. Đa tạ. Tần Thiên Hạo không có khách khí, bắt đầu gặm. Dương Diệu nhìn mọi người, trong bụng bắt đầu xì xào, nhưng mà không quen biết với Lục Thiếu Du, cũng xấu hổ tiến lên. Dương Mạn cùng Lục Vô Song quan hệ tương đối gay gắt, lúc này tự nhiên là càng không có ý tiến lên, nhưng ánh mắt hai nữ vẫn không nhịn được nhìn qua thịt thơm ngon. Đây, thử xem đi, mùi vị không tệ. Lục Thiếu Du xem vào trong mắt, lập tức kéo một tảng thịt lợn xuống đưa cho Dương Diệu,
Dương Diệu và Dương Mạn tuy là hai tỷ muội, nhưng tính cách hoàn toàn bất đồng, Lục Thiếu Du cũng không có bao nhiêu phản cảm, ngược lại có chút thưởng thức thẳng thắn của Dương Diệu. Đa tạ. Dương Diệu tiếp nhận tảng thịt lợn của Lục Thiếu Du ném tới, trong ánh mắt mang theo cảm ơn, lập tức đến bên người Dương Mạn. Dương Mạn cũng không có cự tuyệt. Hai cô nàng bắt đầu nếm thử, miếng thịt vào miệng lập tức không bận tâm tới hình tượng, gặm lấy gặm để, mải ăn tới nỗi mỡ lợn chảy đầy miệng. Lục Thiếu Du mỉm cười, 7 ngày ăn lương khô, bây giờ có thể ăn thịt nướng, quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ánh mắt nhìn qua Lục Thiếu Hổ cùng Vương Lương, Lục Thiếu Du cười lạnh, cũng không để ý đến hai người này. Thiếu Hổ, nhiều như vậy, ta ăn không hết, ngươi ăn giúp ta một chút. Lục Vô Song dường như chú ý tới điểm này, đến trước người Lục Thiếu Hổ kéo nửa chân sau đưa cho Lục Thiếu Hổ, chân sau vốn khá lớn. Lục Vô Song cũng thật ăn không hết, tăng thêm chuyện giữa hai người Lục Thiếu Hổ cùng Lục Thiếu Du, Lục Vô Song tuy không hoàn toàn rõ ràng nhưng cũng biết phần nửa. Nhưng bất kể thế nào, Lục Thiếu Hổ cũng là đường đệ của nàng, đứng ở một góc độ, nàng cũng muốn chiếu cố một hai, không thể bỏ qua. Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn, cũng không nói gì thêm, ngồi dưới đất gặm thịt nướng trong tay, đối phó với Lục Thiếu Hổ, cũng không phải vào thời điểm này. Đa tạ Vô Song tỷ. Lục Thiếu Hổ nhìn Lục Thiếu Du, nhìn thấy Lục Thiếu Du ở phía xa không để ý đến, ngửi thấy hương thơm ngào ngạt, cuối cùng cũng không cách nào cự tuyệt, tiếp nhận thịt nướng gặm. Hương khí bắn ra bốn phía, nhưng lại đưa tới không ít dã thú. Sau một lát xung quanh tụ tập không ít dã thú, âm thanh dã thú vang lên không dứt, nhưng những dã thú này thấy có người thì không dám tới. Mỹ vị a, rất lâu rồi ta không có được ăn ngon như vậy. Bạch Mi trưởng lão ở một cái, vỗ bụng thỏa mãn nói ra. Đúng là mỹ vị, xem ra thời gian kế tiếp chúng ta thoải mái hơn nhiều rồi. Nữ chấp sự trung niên Vân Dương Tông mỉm cười nói. Lúc này tất cả mọi người ăn no bụng, cả đám miệng đầy mở đông, liếc nhìn qua cũng chỉ có Vương Lương vẫn đứng ở một bên, cũng không có ý tứ đi lên ăn, trong bụng đầy tiếng xì xào. Tốt rồi, chúng ta cũng nên đi. Bạch Mi trưởng lão nói ra. Trưởng lão, ta đi tiểu tiện một chút. Lục Thiếu Du nói, lập tức lách mình đi vào rừng cây. Lục Thiếu Du đi tới phía sau một đại thụ che trời, một đạo hào quang màu vàng lóe lên nhảy lên vai Lục Thiếu Du, đúng là Tiểu Long. Nghe thấy hương vị thịt trên miệng Lục Thiếu Du, Tiểu Long ngửi ngửi, loại mùi thơm này không thể giấu được Tiểu Long. Đừng tìm, cho ngươi đây. Lục Thiếu Du mỉm cười, trong tay xuất ra một khối thịt nướng. Xuy xuy. Tiểu Long mở miệng nhỏ nhắn trực tiếp nuốt khối thịt nướng lớn như lòng bàn tay vào bụng, thân hình của nó nhỏ hơn khối thịt. Lục Thiếu Du hơi hoài nghi Tiểu Long rốt cuộc tiêu hóa hết thế nào. Chúng ta đi thôi. Lục Thiếu Du nói xong, Tiểu Long hiểu ý bò vào tay áo của hắn. Lục Thiếu Du trở lại bên cạnh mọi người, nham thiếu đã bay lên không trung, mọi người nhảy lên nham thiếu, lập tức tiếp tục xuất phát. Một con lợn rừng kia mọi người cũng không có ăn hết, nhưng cũng không cách nào mang theo. Số thịt còn lại sau khi mọi người rời đi, đám dã thú đã lao ra sâu xé sạch sẽ. Trên lưng nham thiếu, mọi người tiếp tục ngồi xuống, Lục Thiếu Du cũng tiếp tục bắt đầu luyện hóa năng lượng trong người thành chân khí. Một tia năng lượng bị âm dương linh vũ quyết luyện hóa biến thành chân khí rót vào trong đan điền. Thời gian như thế chậm rãi mà qua, trên lưng nham thiếu mọi người đã quen rồi, một tầng hào quang sáng ngời bao phủ Lục Thiếu Du, trong cơ thể không ngừng hấp thu luyện hóa chân khí. Khi năng lượng chuyển hóa chân khí ngày càng ít, trong đan điền khí hải Lục Thiếu Du, chân khí cũng càng ngày càng nhiều, loại tốc độ này vượt qua xa luyện hóa đan dược có thể so sánh. Trong nội tâm Lục Thiếu Du thầm nghĩ, thôn phệ chân khí đối phương so về thôn phệ đan dược, ít nhất cũng mạnh hơn gấp 2, nếu có thể thôn phệ chân khí như thế. Tốc độ tăng tu vị của mình sẽ cực kỳ khủng bố, nhưng mà chuyện này cũng không dễ dàng, nếu bạo lộ công pháp của mình, như vậy sẽ có phiền toái lớn. Các bạn đang nghe chuyện Linh Vũ Thiên Hạ của tác giả Vũ Phong tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 93, Sơn Mạch Vũ Đô. Thời gian 7 ngày trôi qua nhanh chóng, lúc này hắn luyện hóa một tia năng lượng cuối cùng biến thành chân khí. Trong đan điền khí hải Lục Thiếu Du, chân khí vô cùng hùng hậu, đã tới điểm tới hạn, chỉ cần đột phá một tia là có thể đạt tới vũ sĩ lục trọng. Vậy mà không có đột phá tới vũ sĩ lục trọng. Lục Thiếu Du mở hai mắt ra, hắn phun ra một ngụm chọc khí, trong nội tâm rất kinh ngạc, năng lượng cần thiết độ phá vũ sĩ lục trọng còn lớn hơn suy nghĩ của mình nhiều.
Lục Thiếu Du cũng không có thất vọng quá lớn, hiện tại chân khí của mình đã là vũ sĩ ngũ trọng đỉnh phong, chỉ cần ăn một viên tăng nguyên đan thì có thể dễ dàng đột phá vũ sĩ lục trọng. Chứ không vội vàng đột phá a, Lục Thiếu Du nghĩ trong lòng, nếu lần nữa đột phá đến vũ sĩ lục trọng, đến lúc đó ở trước mặt Bạch Mi trưởng lão chẳng biết phải giải thích thế nào, không tới nửa tháng lại đột phá tiếp, đến lúc đó khiến cho phiền toái của hắn không ít. Mà Lục Thiếu Du lúc này cũng nghĩ tới điểm này, chính mình phải như thế nào mới có thể tăng cường tu vị linh khí, linh vũ cùng đột phá mới được. Cho dù hiện tại mình tu luyện vũ giả đạt tới vũ sĩ cửu trọng, cấp độ linh giả vẫn chỉ là linh sĩ nhất trọng, đến lúc đó càng không cách nào đột phá. Mọi người tiếp tục nghỉ ngơi một hồi a. Bạch Mi trưởng lão mở hai mắt ra, trong miệng thổi một tiếng, hai con nham thiếu lập tức kêu to, chậm rãi đáp xuống một sơn mạch. Trong vùng núi này có không ít dã thú, mọi người vất vả một chút, tìm chít món ăn dân dã, chúng ta ăn no ra lại xuất phát. Bạch Mi trưởng lão nói ra, ánh mắt nhìn qua phía Lục Thiếu Du. Mọi người lập tức phân tán ra, Lục Thiếu Du tìm một nơi không người, lại thả Tiểu Long đi ra ngoài kiếm ăn, sau đó bắt một con thỏ rừng nặng mấy cân trở về. Một lát sau, mọi người cũng có thu hoạch, bốn vị chấp sự mỗi người cầm về mấy món dân dã, Dương Diệu cầm theo hai con gà rừng. Lục Thiếu Hổ, Vương Lương, Lục Vô Song, Độc Cô Băng Lan cũng không có tay không quay về. Lục Thiếu Du dò xét một chút, mọi người cầm theo đủ loại món dân dã, chủng loại cũng không ít. Lúc này Lục Thiếu Hổ cùng Vương Lương hai người cũng học Lục Thiếu Du nướng lợn rừng, bắt đầu đốt lửa, hai người này nướng con gà rừng và thỏ rừng, lại tìm được không ít hương diệp, cũng học rất nhanh. Mà Dương Mạn, Dương Diệu hai tỷ muội được Vương Lương giật dây, cũng tìm chỗ nướng hai con gà rừng, có Vương Lương hỗ trợ, hai nữ cũng không cần tự động thủ. Lục Thiếu Du mỉm cười, nhưng cũng không nóng nảy, lại thanh lý sạch nội tạng con dã thú của Tần Thiên Hạo. Nhưng ngàn vạn không nhổ lông đi, bảo ba vị chấp sự hỗ trợ tìm chút ít củi lửa, bản thân hắn thì đi tìm quanh. Sau một lát Lục Thiếu Du tìm một nơi ngồi xổm xuống, dùng tay cầm một nắm bùn đất đưa lên mũi người, mỉm cười, bùn đất này còn ướt át, có màu vàng, đúng là bùn đất mà Lục Thiếu Du cần tìm. Lập tức Lục Thiếu Du đào không ít bùn đất màu vàng này tới trước mặt mọi người, đây chính là thứ không thể thiếu, mọi người thấy Lục Thiếu Du tìm nhiều bùn đất như thế đều là kinh ngạc không thôi. Sau đó Lục Thiếu Du cũng tìm không ít hương diệp về. Thiếu Du, ngươi lấy nhiều bùn đất thế để làm gì? Bạch Mi trưởng lão nói ra, thần sắc nghi hoặc hỏi. Trưởng lão, đây là bùn đất để làm đồ ăn, đợi tí, nữa ngươi sẽ biết. Lục Thiếu Du nói ra. Nói xong Lục Thiếu Du trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, trước tiên lấy hương diệp bọc xung quanh gà rừng và thỏ rừng. Sau đó lấy bùn đất bao bọc chúng lại, bao vây lấy hương diệp, cuối cùng biến thành đống bùn vàng. Nhìn thấy Lục Thiếu Du làm tất cả mọi người càng nghi ngờ. Xong, Lục Thiếu Du cuối cùng đào vài cái hố ra, đem những con gà con thỏ rừng nhét vào bên dưới, cuối cùng trực tiếp đốt lửa ở phía trên. Thiếu Du, để làm thế không giống lần trước a? Lục Vô Song hỏi. Lục Thiếu Du nói, lần trước lợn rừng có vị mặn, cơ hồ tất cả có thể nướng lên, nhưng mà những gà rừng thỏ rừng này cũng không có vị mặn. Chúng ta lại không có muối, tất nhiên là không thể nướng. Vừa rồi ta tìm những bùn đất kia chính là có vị mặn, đến lúc đó vị mặn sẽ dung nhập vào món ăn. Thì ra là thế. Mọi người xem như hiểu được, bắt đầu đốt lửa lên. Hơn 10 phút sau, Lục Thiếu Du lại đào lên đã đảo một vòng, để tránh cho phía dưới không được nướng chín, sau đó tiếp tục đốt lửa. Lúc này ở xa xa, đám người Vương Lương, Lục Thiếu Hổ, Dương Mạn, Dương Diệu đang nướng thịt rừng đã có mùi thơm bay lên, cũng thành khô vàng, bốn người hưng phấn không thôi, bắt đầu cầm lên gặm. Mà bốn người vốn hưng phấn lại biến thành khó nhìn, tuy thịt vẫn tỏa hương khí ra bốn phía, nhưng là ăn vào vô vị, căn bản không có mùi vị gì đáng nói. Bốn người đều nghi hoặc, rõ ràng phương pháp giống như Lục Thiếu Du làm lần trước, nhưng mà nướng ra hương vị hoàn toàn khác biệt. Bốn người từ nhỏ đều là thiếu gia tiểu thư cơm đưa tới miệng, tự nhiên là không hiểu ảo diệu của đồ nướng. Xong rồi, mọi người ăn đi. Cảm giác đã tới lúc thịt chín đều rồi, Lục Thiếu Du tắt củi lửa, đào bùn đất lên, khối bùn kia lúc này đã cứng rắn, phía trên có khe nứt chẳng chịt, mùi thơm từ trong tỏa ra ngoài. Phanh, Lục Thiếu Du ném bùn đất xuống đất, khối bùn chia năm xẻ bảy, hương khí tỏa ra các nơi. Một con gà rừng mùi thơm mê người xuất hiện trước mặt mọi người, lông vũ trên người gà rừng đã bị bùn đất dính chặt, cùng rơi ra khỏi người con gà. Thơm quá a!
Mọi người học bộ dáng Lục Thiếu Du, cũng ném bùn đất xuống đất, gà rừng và thỏ rừng lộ ra, nhất thời hương khí tràn ngập xung quanh, mọi người nước miếng chảy ròng, không khách khí gặm thịt. Không nghĩ tới làm thế này lại ăn rất ngon, tiểu tử ngươi thật đúng là rất có nghề. Bạch Mi trưởng lão nước miếng chảy ròng nhìn Lục Thiếu Du nói. Mấy chấp sự cũng không có khách khí, lần này mọi người đều xuất lực, bắt đầu ăn càng không khách khí ngay cả Độc Cô Băng Lan. Lục Vô Song, Thúy Ngọc ba người cũng chẳng quan tâm dáng vẻ, ăn tới mức mỡ vàng dính đầy quanh miệng. Sau một lát, mọi người ăn căng bụng, bộ dáng nuốt không trôi, mà đám người Vương Lương, Lục Thiếu Hổ, Dương Mạn sau khi ăn món ăn vô vị của mình vài miếng thì thật sự ăn không trôi. Hừ, Dương Mạn nhìn Vương Lương hừ lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra tia lửa, nếu không phải Vương Lương giật dây, nàng làm sao phải chịu đói. Sau khi ăn xong, Lục Thiếu Du tìm cơ hội thu Tiểu Long thu vào trong tay áo, Tiểu Long mỗi lần đi ra ngoài đều có thể tự kiếm ăn. Tốt, chúng ta nên xuất phát thôi, nửa tháng rồi, tiếp qua một tháng chúng ta sẽ tới Vân Dương Tông, Bạch Mi trưởng lão nói ra. Bạch trưởng lão, phía trước chính là thành Vũ Đô, chúng ta có nên vào thành nghỉ ngơi một chút hay không, cũng để chuẩn bị vượt qua sơn mạch Vũ Đô. Nữ chấp sự nhìn Bạch Mi trưởng lão nói ra. Chương 94, Thiên Tàm Bảo Giáp. Không, chúng ta không có nhiều thời gian, trực tiếp đi qua sơn mạch Vũ Đô thôi. Bạch Mi trưởng lão nói, Bạch trưởng lão, trực tiếp đi qua có thể gặp nguy hiểm. Nữ chấp sự trung niên kia tiếp tục hỏi, Vân Dương Tông chúng ta không người nào dám chọc, không có việc gì, thành Vũ Đô những năm này cũng không xảy ra chuyện gì. Bạch Mi trưởng lão nói xong, lập tức gọi hai nham thiếu bay lên. Mọi người nhảy lên nham thiếu, tiếp tục xuất phát về phía Vân Dương Tông. Bạch Mi trưởng lão vừa nói sơn mạch Vũ Đô, Lục Thiếu Du lại tò mò, liền nhớ chấp sự Vân Dương Tông nói nơi đó có nguy hiểm, sơn mạch Vũ Đô rốt cuộc là nơi nào? Trưởng lão, sơn mạch Vũ Đô là địa phương nào? Lục Thiếu Du hỏi. Sơn mạch Vũ Đô là sơn mạch nằm cạnh cổ vực, tại biên giới sơn mạch có một tòa thành gọi là thành Vũ Đô, chính là địa bàn của Vân Dương Tông. Nhưng mà diện tích sơn mạch Vũ Đô cực lớn, tình huống cũng hỗn loạn, ngẫu nhiên còn có yêu thú xuất hiện, người bình thường là không dám đi vào sơn mạch Vũ Đô. Bạch Mi trưởng lão nói ra, thì ra là thế. Trong nội tâm Lục Thiếu Du cũng đã có nghe nói qua về cổ vực, tại Tăng Vũ Các của Lục gia có ghi lại. Xung quanh đại lục Linh Vũ còn có 4 đại lục khác, diện tích so với đại lục Linh Vũ cũng không chênh lệch nhiều. Phía đông đại lục Linh Vũ có Đông Hải Thành Ma Vân, phía tây có Tây Xuyên Cổ Vực, phía nam có Nam Nguyên Tổ Yêu Lâm, đó là địa bàn của yêu thú. Nhân loại tiến vào tuyệt đối khó mà còn sống rời đi, phương bắc có Linh Hoàng Nhai, chỗ đó chính là địa bàn của linh thú, nhân loại đi qua cũng giữ nhiều lành ít. Mà trong đó, lớn nhất đại lục Linh Vũ, Vân Dương Tông chính là một trong tam tông tứ môn của đại lục Linh Vũ, tuy thế lực tam tông tứ môn vô cùng cường đại, nhưng cũng không cách nào va chạm với thành Ma Vân và cổ vực. Về phần tổ yêu lâm và linh hoàng nhai, tam tông tứ môn không cần nghĩ, những yêu thú và linh thú kia không dễ chọc. Bang bang, phía trước không xa đột nhiên có hai âm thanh nổ tung, lập tức hai cột khói lửa bắn lên trời, rơi lả tả ở phương xa, tuy là ban ngày nhưng nhìn rất chói mắt. Trưởng lão, là tín hiệu cầu viện của Vân Dương Tông chúng ta. Trên nham thiếu khác, một chấp sự lớn tiếng, nói, lúc này sắc mặt mấy chấp sự, Bạch Mi trưởng lão, Lục Vô Song, Vương Lương, Dương Mạn biến hóa. Là ở phía trước, có người trong tông gặp phiền toái, chúng ta lập tức đi qua. Bạch Mi trưởng lão lớn tiếng nói, khống chế nham thiếu bay đi, vội vàng tiến về tới trước mặt, thần sắc ngưng trọng. Đây chính là địa bàn của Vân Dương Tông, nếu như không gặp đại sự, người trong tông sẽ không dễ dàng phóng tín hiệu cầu viện. Gặp phải phiền toái sao? Trong nội tâm Lục Thiếu Du suy tư, nhìn thấy thần sắc Bạch Mi trưởng lão thì phiền toái này không nhỏ, chính mình đến lúc đó cũng phải cẩn thận một chút mới được. Trong sơn mạch, gió nhẹ thổi qua cành cây cứng rắn, giống như u hồn đang khoe nanh vuốt của mình, ngẫu nhiên có lá khô phiêu linh trong gió. Xung quanh nơi này là một vách núi dốc đứng, mùi máu tươi nồng đậm phiêu đãng các nơi, trên mặt đất đã có thi thể hơn 30 người, vết máu loang lổ, từ ăn mặc có thể nhìn ra là hai thế lực. Vương Minh Nguyệt, ngươi cho rằng sẽ có người Vân Dương Tông đến sao, giao Thiên Tàm Bảo Giáp ra, ta tha cho ngươi một mạng. Trên một sườn núi, một lão giả chừng 50 tuổi nhìn qua nam nhân chừng 40 trước mặt. Lão giả 50 tuổi mặc áo đen, trên trán có nếp nhăn thật sâu, hốc mắt hõm sâu vào, ánh mắt đầy lăng lệ âm lãnh.
mà nam tử trung niên mặc áo bào màu trắng, lúc này vết máu loang lổ, phân không rõ ràng là máu của mình hay máu của người bị mình giết lưu lại. Trong tay có một cây đại đao, phía trên còn có tơ máu chảy dài, khí tức toàn thân suy yếu nhìn chằm chằm vào lão giả áo đen trước mặt. Sau lưng của hai người đều có người, sau lưng lão giả áo đen có ba nam tử trung niên, đều là một thân trang phục màu đen, trong mắt đầy lăng lệ. Toàn thân sát khí cuồn cuộn, khí tức tỏa ra là do giết chóc quanh năm lưu lại, người bình thường tuyệt đối sẽ không có loại khí tức này. Sau lưng nam tử trung niên còn có bảy thanh niên và một trung niên, khí tức suy yếu, rõ ràng là trải qua một hồi đại chiến. Nam tử trung niên này, nếu ở trong thành Vũ Đô thì ai cũng nhận ra hắn, chính là ngoại môn trưởng lão của Vân Dương Tông, Vương Minh Nguyệt thành chủ thành Vũ Đô, sau lưng chính là đệ tử Vân Dương Tông. Hỏa âm quái, đây là địa bàn Vân Dương Tông của ta, đoạt đầu của Vân Dương Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi, tức thời thì rời đi, ta có thể không truy cứu việc này. Trong mắt Vương Minh Nguyệt bắn tinh quang nhìn qua lão giả áo đen. Khạc khạc, dùng Vân Dương Tông tới dọa ta, ngươi đừng quên, trong cổ vực cũng không phải là địa bàn của Vân Dương Tông, cho dù nơi này là sơn mạch Vũ Đô, Vân Dương Tông ngươi được coi là cái gì? Lão giả áo đen cười lạnh nói, thiên tàm bảo giáp cũng không phải là vật của Vân Dương Tông các ngươi, ai đạt được chính là của người đó, ngươi thức thời thì giao ra đây, nếu không chỉ có chết. Muốn thiên tàm bảo giáp, nằm mơ, đi, trừ phi ta chết. Vương Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, trường đao trong tay quét ngang, chân khí run run, thiên tàm bảo giáp này hắn không buông tha. Kiệt, vậy đi chết hết đi. Lão giả áo đen cười lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra hào quang lăng lệ, trong tay có chân khí nóng bỏng bắn ra ngoài, lập tức lao thẳng tới Vương Minh Nguyệt. Sau khi lão giả áo đen phát động công kích, sau lưng lão giả áo đen có ba nam tử trung niên cũng sắc khí cuồn cuộn, tấn công mấy đệ tử Vân Dương Tông. Trong lúc nhất thời chân khí kích động, mấy đệ tử Vân Dương Tông đều có thực lực vũ sư, nhưng mà thực lực của ba nam tử trung niên thì mạnh hơn nhiều. Nhìn thấy hỏa âm quái đánh tới, Vương Minh Nguyệt đột nhiên bay lên không, vừa lúc tránh né công kích của hỏa âm quái. Hỏa âm quái cười lạnh, dường như sớm có chuẩn bị, lúc Vương Minh Nguyệt thả người bay lên thì ngưng kết thủ ấn, trong tay phải có khí tức hỏa diễm nồng đậm đánh thẳng vào Vương Minh Nguyệt. Hỏa âm quái chính là vũ giả hỏa hệ, trong hỏa diễm lại còn mang theo mùi hôi thối nhàn nhạt, không giống với hỏa diễm bình thường. Vương Minh Nguyệt đang ở giữa không trung, thân ảnh lập tức vòng qua vòng lại, thân thể lăng không biến mất tại chỗ. Sau một khắc, sau lưng hỏa âm quái có ánh đao chém xuống, đao mang quét ngang, tiếng xe gió bén nhọn vang lên, không khí xung quanh chấn động mạnh. Lùi cho ta! Một đao kia hỏa âm quái cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, thân hình hơi nghiêng, thủ ấn trong tay biến hóa. Một đạo trưởng ấn màu đỏ đánh tới, lập tức đánh vào đao mang, nhiệt độ không gian xung quanh tăng vọt, trở nên vô cùng nóng bỏng. Phanh! Không gian nổ vang, hỏa diễm vẩy ra, đao mang lập tức hóa thành hư vô. Các bạn đang nghe truyện Linh Vũ Thiên Hạ của tác giả Vũ Phong tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 95, kịch chiến, uy hiếp. Trên không trung, một đạo thân ảnh bay ngược ra sau, rơi xuống mặt đất lảo đảo lui lại liên tiếp, chính là Vương Minh Nguyệt. Từ tình huống giao thủ mà nhìn, Vương Minh Nguyệt sau chiêu này đã bị áp chế xít sao. Chân khí của ngươi đã tiêu hao hầu như không còn rồi, giờ ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Hỏa âm quái quát lên một tiếng, mũi chân điểm một cái, chân khí đảo quanh người, lập tức lao thẳng tới. Vương Minh Nguyệt, nhìn ngươi có thể trèo chống thêm mấy chiêu. Tay của hỏa âm quái nóng bỏng ngưng tụ hỏa diễm thành vô số quyền, trong khoảnh khắc đã bao phủ lấy Vương Minh Nguyệt. Không xong. Thân sắc Vương Minh Nguyệt trầm xuống, thực lực hỏa âm quái này còn trên hắn một ít, tăng thêm lúc này hắn tiêu hao hầu như không còn. Căn bản không phải đối thủ của người ta, tuy vừa vặn thả tín hiệu cứu viện, thế nhưng mà ở đây căn bản không có người Vân Dương Tông nào khác. Người ở thành Vũ Đô muốn chạy đến cũng không kịp, thứ hai thành Vũ Đô cũng không có thực lực ngăn cản cường giả như hỏa âm quái. Ực, vào thời điểm này trên không trung có tiếng yêu, thú truyền tới, nghe âm thanh này, trong mắt Vương Minh Nguyệt đầy vẻ kinh hỉ, đây chính là âm thanh của nham thiếu trong tông. Ta tưởng rằng là ai, thì ra là hỏa âm quái. Trên không trung có tiếng hét to, đúng là Bạch Mi trưởng lão, vừa nói xong một đạo thân ảnh lao xuống, còn có một thanh trường kiếm màu vàng trống rỗng xuất hiện. Vô thanh vô tức chém ra hơn 10 đạo kiếm quang, kiếm khí lăng lệ cách trở không khí, gào thét đâm về phía hỏa âm quái.
hỏa âm quái cảm giác kiếm khí lăng lệ thấu xương chém tới, thần sắc lập tức cả kinh, quyền pháp biến hóa, vô số quyền ảnh nóng bức bao phủ kiếm khí, thân hình cấp tốc lui nhanh lại. Vô số quyền ảnh ngăn cản, thủ ấn Bạch Mi trưởng lão biến đổi, kiếm khí lại biến hóa, chỉ thấy kiếm khí liên tục rung rung, giống như mặt nước rung động đánh thẳng vào vô số quyền ảnh, công kích của hỏa âm quái bị đánh nát. Trong nháy mắt này, hai nham thiếu cả kinh xoay quanh trên không, mọi người lập tức nhảy xuống, mấy chấp sự Vân Dương Tông cũng lao tới tấn công ba tên nam tử trung niên. Đạp đạp, hỏa âm quái lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, nhìn chằm chằm vào Bạch Mi trưởng lão vừa xuất hiện, thần sắc trầm xuống. Bạch Mi, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Bạch Mi huynh, ngươi tới thật đúng lúc, hỏa âm quái muốn đoạt thiên tàm bảo giáp, nếu ngươi tới chậm một bước thì phiền toái rồi. Vương Minh Nguyệt nhìn thấy người tới là Bạch Mi trưởng lão, rốt cuộc trong nội tâm cũng thả lỏng. Hắn và Bạch Mi tuy là trưởng lão ngoại môn, nhưng thực lực của Bạch Mi còn trên cả hắn, cũng không dưới hỏa âm quái. Thiên tàm bảo giáp, thần sắc Bạch Mi trưởng lão nghi hoặc. Chuyện nói rất dài dòng, lần này ta tự mình mang theo không ít người tiến vào sơn mạch Vũ Đô, vừa mới đạt được thiên tàm bảo giáp thì không nghĩ tới bị hỏa âm quái quấn lấy. Vương Minh Nguyệt nói, nói nhảm, thiên tàm bảo giáp người có thực lực thì đạt được, ta vì cái gì không thể có được. Hỏa âm quái lạnh nhạt nói, tốt cho hỏa âm quái, đồ vật Vân Dương Tông đạt được mà còn dám đoạt lấy, cho ta xem, thực lực ngươi có đủ hay không. Bạch Mi trưởng lão quát một tiếng, nhìn thấy thi thể đệ tử Vân Dương Tông trên mặt đất, ánh mắt phát lạnh, thủ ấn kết xuất, lập tức trường kiếm màu vàng rời tay. Như thiểm điện bổ về hóa hỏa âm quái, thân kiếm kêu ông ông, trên thân trường kiếm tràn ngập hào quang màu vàng, từ xa nhìn lại chẳng khác gì một con rắn vàng đánh tới. Bạch Mi, chẳng lẽ ta lại sợ ngươi, ta đúng là muốn nhìn Vân Dương Tông mạnh bao nhiêu. Hỏa âm quái quát một tiếng, cũng không biết hắn thi triển vũ kỹ gì, có hơn 10 hỏa cầu lớn như nắm tay lập tức bao phủ trường kiếm màu vàng. Trong lúc nhất thời chân khí tràn ngập, xung quanh là đá vụn và bụi mù tung bay, Lục Thiếu Du ở xa nhìn qua hai người giao thủ với nhau. Bạch Mi trưởng lão và hỏa âm quái thực lực đều là cường giả vũ phách, luận thực lực hẳn là vũ phách. Lục Trọng trở lên là cường giả chính thức, vừa ra tay đã có tiếng nổ liên tục. Mọi người đã sớm được Bạch Mi trưởng lão phân phó, không có tùy tiện tới gần, chỉ có thể đứng ở xa xa quan sát. Mà bốn chấp sự Vân Dương Tông nhanh chóng giao chiến với ba đại hán kia, bốn chấp sự Vân Dương Tông chiếm cứ thượng phong. Thực lực của bốn chấp sự chừng vũ sư bát trọng, vũ sư cửu trọng, mà ba đại hán trang phục màu đen kia yếu hơn một chút, nhân số cũng ít hơn nên tràn đầy nguy cơ. Lục Thiếu Du cảm thấy hứng thú chính là Bạch Mi trưởng lão giao thủ với hỏa âm quái, hai người này mới là cường giả, hai người này giao thủ mới kịch liệt. Lập tức, hỏa âm quái ngưng tụ hơn 10 hỏa cầu bị Bạch Mi trưởng lão thúc giục trường kiếm màu vàng đánh ra một bóng kiếm, kiếm khí lăng lệ lướt qua đánh nát hỏa cầu, trường kiếm nhanh chóng lướt ngang. Bạch Mi trưởng lão tá trợ thân pháp trùng kích và thủ ấn biến ảo liên tục, vài đạo kiếm khí phong nhận thật nhỏ đã rời kiếm bay ra, cắt vào cổ của hỏa âm quái. Thân sắc hỏa âm quái trầm xuống, thân ảnh không chậm chút nào, nhanh chóng lùi lại, cương khí bao phủ toàn thân, mấy đạo kiếm khí phong nhận kia đụng vào cương khí phòng hộ của hắn, tiêu tán trong vô hình. Mà sau khi chống cự kiếm khí phong nhận, thân sắc hỏa âm quái ngưng trọng lên, cánh tay biến hóa. Khí kình mang theo quyền kình đánh thẳng tới, nện thẳng vào Bạch Mi trưởng lão, khí kình áp bách làm không khí nổ vang không ngớt. Dường như Bạch Mi trưởng lão cũng không dám khinh thường, cảm nhận được khí kình ép tới, thủ ấn nhanh chóng biến đổi, trường kiếm màu vàng đánh ra. Trường kiếm lưu lại vòng cung màu vàng trong không khí, mũi kiếm sắc bén như xuyên thủng tất cả va chạm với quyền đầu của hỏa âm quái. Cả hai chạm vào nhau, công kích mạnh mẽ làm cho mặt đất sinh ra gợn sóng và đá vụn bay tứ tung, không khí thừa nhận áp lực to lớn, cuối cùng không chịu nổi đã nổ tung. Bang bang! Không gian sinh ra tiếng nổ cực kỳ to lớn, trong phạm vi mấy chục mét đá vụn bắn tứ tung, phạm vi này biến thành hố sâu, hai đạo thân ảnh đồng thời lui ra sau. Bạch Mi, thực lực quả nhiên không tệ, nhưng mà thiên tàm bảo giáp ta phải đạt được, giao thiên tàm bảo giáp ra, ta lập tức đi ngay. Hỏa âm quái nói, chê cười, ngươi có thực lực kia sao? Bạch Mi trưởng lão nói, khạc khạc, vậy thì tốt, đó là mấy đệ tử mới của Vân Dương Tông A, thiên phú có lẽ không tệ, chết rất đáng tiếc. Không giao thiên tàm bảo giáp ra, ta không làm gì được ngươi, nhưng mà chặn đánh bọn chúng, ngươi cảm thấy ta có thể làm được hay không?
Hỏa Âm Quái cười âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám người Lục Thiếu Du, Lục Vô Song, Dương Mạn. Hỏa Âm Quái, ngươi dám, đến lúc đó cho dù ngươi chạy trốn vào trong cổ vực, Vân Dương Tông cũng không bỏ qua cho ngươi. Bạch Mi trưởng lão lập tức quát to, trong lòng tự nhiên biết rõ, thực lực Hỏa Âm Quái không kém hơn hắn nhiều lắm. Nếu Hỏa Âm Quái một lòng muốn đối phó những đệ tử mới, bọn họ không cách nào làm được. Chương 96, chịu khổ bị bắt. Ta hỏi các ngươi lần cuối cùng, giao thiên tàm bảo giáp ra hay không? Hỏa Âm Quái nói. Nằm mơ, bảo vật như thiên tàm bảo giáp ngươi còn chưa có tư cách có được. Bạch Mi trưởng lão lạnh nhạt nói một tiếng. Vậy đừng trách ta không khách khí. Hỏa Âm Quái âm lệ vừa quát, thân ảnh quát lên, lập tức lướt tới đám đệ tử mới Lục Thiếu Du bên kia. Ngươi dám? Bạch Mi trưởng lão hét lớn một tiếng, Vương Minh Nguyệt thân ảnh như điện, hai người một đao một kiếm trực tiếp bổ vào Hỏa Âm Quái, hai công kích xé rách không khí sinh ra tiếng nổ ầm ầm. Hỏa Âm Quái nhíu mày, bàn chân khẽ dậm vào hư không, một đạo chân khí nóng bỏng từ chân truyền ra ngoài. Thân ảnh lập tức nhanh hơn mấy phần, đồng thời vung tay đánh ra hỏa cầu to 2 mét vào người Bạch Mi trưởng lão cùng Vương Minh Nguyệt. Á! Hai người một đao một kiếm dễ dàng đánh xuyên qua hỏa cầu, nhưng mà chỉ trong tích tắc này, thân ảnh Hỏa Âm Quái đã lao thẳng tới đám người Lục Thiếu Du. Các ngươi cẩn thận, đi mau. Bạch Mi trưởng lão hét lớn một tiếng, thân ảnh lao tới, thủ ấn biến hóa, không gian tràn ngập chân khí, bảo kiếm màu vàng rời tay hóa thành một đạo hào quang màu vàng, như thiểm điện đâm về phía Hỏa Âm Quái. Kiếm khí mang theo âm thanh xe gió, không khí xung quanh chấn động mạnh mẽ, một kiếm này đã là toàn lực của Bạch Mi trưởng lão. Đi mau, chúng ta không phải đối thủ. Lục Vô Song lớn tiếng nói, tất cả người bên này đều nhìn thấy, lập tức chạy trốn thật nhanh. Lục Thiếu Du cũng không ngoại lệ, không nghĩ tới Hỏa Âm Quái lại chọn ra tay với đệ tử mới của Vân Dương Tông. Thân ảnh nhanh chóng lao đi bỏ trốn, nếu rơi vào trong tay Hỏa Âm Quái, kết cục có thể nghĩ, nhất định không phải là kết quả tốt gì. Hỏa ảnh chỉ. Nhìn thấy một kiếm của Bạch Mi trưởng lão ở sau lưng, Hỏa Âm Quái khẽ quát một tiếng, mũi chân điểm nhẹ hư không, một đạo chân khí rung động truyền vào chân. Thủ ấn biến hóa, bấm tay bắn ra, năm đạo năng lượng mạnh mẽ bắn ra ngoài, bắn thẳng vào kiếm quang của Bạch Mi trưởng lão. Ngay vào lúc này, Hỏa Âm Quái nhanh chóng lao tới trước, năm chỉ mạnh mẽ bắn xuyên qua hư không, thoáng cái đã đụng vào kiếm quang của Bạch Mi trưởng lão. Keng keng. Trong thời gian cực ngắn, kiếm quang bị năm chỉ ngăn cản. Tuy năm chỉ không cách nào phá vỡ kiếm quang nhưng vẫn đánh nó giạt ra, không cách nào tiếp tục công kích Hỏa Âm Quái. Trước bắt ngươi khai đao à? Thân ảnh Hỏa Âm Quái xuất hiện sau lưng Tần Thiên Hạo. Trong mọi người, Tần Thiên Hạo thân là linh giả, ở phương diện tốc độ chậm nhất cho nên rơi lại sau cùng. Một trưởng ngưng tụ trước người Hỏa Âm Quái, đánh thẳng xuống. Bá! Cũng vào thời điểm này, một đạo đao quang của Vương Minh Nguyệt cũng chém tới, bảo hộ trước người Tần Thiên Hạo. Ta xem ngươi có thể bảo hộ mấy người. Hỏa Âm Quái cười âm trầm, thủ ấn lập tức ngưng kết đánh ra mấy đạo công kích, trường ấn mang theo hỏa diễm xé rách không gian, lại công kích vào Lục Thiếu Hổ cách Tần Thiên Hạo không xa. Cẩn thận! Thủ ấn của Bạch Mi trưởng lão biến hóa, trường kiếm màu vàng vạch phá không khí đánh thẳng vào Hỏa Âm Quái. Hừ! Hỏa Âm Quái hừ lạnh một tiếng, thủ ấn biến hóa, năm đạo chỉ quang nóng bỏng đánh ra, thân ảnh của hắn nhanh chóng lui lại. Mà năm đạo chỉ ấn kia ngăn cản bốn đạo kiếm quang của Bạch Mi trưởng lão đánh ra, dây dưa với nhau, thừa một đạo cắt qua mặt ngoài thân thể Lục Thiếu Hổ. Khí kình nóng bỏng này làm làn da Lục Thiếu Hổ đau đớn, hắn lảo đảo lui ra phía sau, lập tức ngã nhào trên đất lên, bị dọa đổ mồ hôi lạnh. Khạc khạc, Bạch Mi, ta xem ngươi có thể cứu bao nhiêu người. Hỏa Âm Quái cười âm trầm, thân ảnh của hắn xoay tròn trên không trung, giống như một cơn gió mang theo chân khí màu đỏ. Thân hình vô cùng nhẹ nhàng đạp xuống đất, chân khí dồn vào chân, dựa thế lao đi lần nữa, thân ảnh của hắn như quỷ mi lao thẳng về phía trước, mục tiêu của Hỏa Âm Quái lúc này là Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đã sớm thừa cơ lùi lại thật nhanh, lúc này thấy Hỏa Âm Quái phóng tới chính mình, thần sắc kinh hãi. Trong lòng rất rõ thực lực bản thân, dùng thực lực của mình bây giờ, căn bản không cách nào chống lại cường giả như Hỏa Âm Quái. Chân khí tuôn ra tới mức tận cùng, Lục Thiếu Du chỉ có lựa chọn duy nhất là bỏ trốn. Thiếu Du cẩn thận. Cách đó không xa, Lục Vô Song thất sắc, không có do dự chút nào, thân hình uyển chuyển xẹt qua, chân khí tuôn trào, bàn tay như vung ra,
Thanh Nguyệt kiếm nhanh chóng chém thẳng về phía Hỏa Âm quái. Không biết tự lượng sức mình, Hỏa Âm quái lạnh quát một tiếng, khóe mắt nhìn qua kiếm quang đang lao tới, thân ở giữa không trung, chân khí đột nhiên tăng vọt. Một đạo năng lượng cực nóng phóng ra ngoài, ngưng tụ vào ngón tay, một chỉ mạnh mẽ đánh thẳng vào Thanh Nguyệt kiếm. Bành! Cả hai tiếp xúc, trên không trung có tiếng nổ vang xuất hiện, Thanh Nguyệt kiếm rơi xuống đất. Cũng trong nháy mắt này, thân ảnh Hỏa Âm quái cũng không tiếp đất, phất tay đánh ra một hỏa cầu về phía Lục Vô Song. Vô Song tỷ coi chừng, sắc mặt Lục Thiếu Du kinh hãi, Lục Vô Song là vì cứu mình mà gặp phiền toái, thực lực Lục Vô Song tuyệt đối không cách nào chống lại Hỏa Âm quái. Thanh Linh Khải Giáp, Lục Thiếu Du hiện tại không có thời gian do dự, lập tức bố trí Thanh Linh Khải Giáp, quanh thân xuất hiện vô số lân phiến màu vàng che đậy thân thể, hắn lao tới, Khai Sơn Trưởng. Chân khí tuôn trào, một đạo trưởng ấn màu vàng nhạt đánh ra ngoài, tuy khí kình mang theo tiếng xe gió, nhưng so với công kích của Hỏa Âm quái, Bạch Mi trưởng lão thì khí thế kém đi rất nhiều. Hỏa Âm quái đột nhiên cảm thấy sau lưng có công kích, quay đầu lại cười lạnh, căn bản cũng không có để ý nhiều, đối phương chỉ là một vũ sĩ mà thôi, ở trước mặt hắn chẳng khác gì con kiến, không cần quan tâm. Sắc mặt Hỏa Âm quái trầm xuống, sau lưng Lục Thiếu Du, Bạch Mi trưởng lão đã lao tới trước. Hừ, tiểu tử, tới đây cho ta. Thân sắc Hỏa Âm quái trầm xuống, thân ảnh như thiểm điện biến mất tại chỗ. Lục Thiếu Du ngưng tụ Khai Sơn trưởng đánh tới, trong nội tâm lập tức cảm giác được không tốt, đang muốn lui lại thật nhanh, một giọng nói đã vang lên bên tai. Tiểu tử, thành thật một chút. Cũng vào lúc này, Lục Thiếu Du cảm giác Hỏa Âm quái đánh vài chỉ vào người của mình, chân khí toàn thân lập tức bị ngăn cản, thân hình đã không cách nào nhúc nhích. Hỏa Âm quái, ngươi mau thả người ra, nếu không Vân Dương Tông ta sẽ không để yên cho ngươi. Bạch Mi trưởng lão hét lớn một tiếng, thần sắc ngưng trọng lên. Thiếu Du, Lục Vô Song thất kinh, Hoa Dung thất sắc. Lúc này đám người Tần Thiên Hạo, Độc Cô Băng Lan, Thúy Ngọc, Dương Diệu sắc mặt đầy ngưng trọng, nhìn thấy Lục Thiếu Du rơi vào trong tay Hỏa Âm quái, cũng chỉ có Lục Thiếu Hổ là cười lạnh mà thôi. Lục Thiếu Du giờ phút này trong lòng vô cùng bối rối, mình cũng không muốn chết, nhưng thực lực Hỏa Âm quái quá mạnh mẽ, bản thân mình căn bản không có khả năng phản kháng. Ba đường kinh mạch trong cơ thể đang bị chân khí của Hỏa Âm quái phong tỏa, chân khí của hắn không cách nào lưu động như ý. Các bạn đang nghe truyện Linh Vũ Thiên Hạ của tác giả Vũ Phong tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 97: Thừa cơ đánh lén. Âm Dương Linh Vũ Quyết. Trong lòng Lục Thiếu Du âm thầm vận khí Âm Dương Linh Vũ Quyết, Hỏa Âm quái dùng chân khí phong tỏa kinh mạch huyệt đạo của mình. Mà Âm Dương Linh Vũ Quyết có thể luyện hóa bất luận năng lượng chân khí gì, nói không chừng có thể luyện hóa ba đạo chân khí này. Thực sự có thể. Lập tức vận khí Âm Dương Linh Vũ Quyết, Lục Thiếu Du cảm giác được ba đạo chân khí nhanh chóng bị Âm Dương Linh Vũ Quyết luyện hóa. Trong nội tâm mừng thầm, bắt đầu âm thầm luyện hóa, ba đạo chân khí này không phải rất lớn, muốn luyện hóa có lẽ không cần bao nhiêu thời gian. Bạch Mi, giao Thiên Tàm bảo giáp ra, ta thả người, nếu không tiểu tử này chết chắc rồi. Hỏa Âm quái nhìn chằm chằm vào Bạch Mi trưởng lão nói. Hỏa Âm quái, ngươi thực muốn khiêu chiến Vân Dương Tông sao? Bạch Mi trưởng lão lạnh nhạt nói một tiếng, muốn giao Thiên Tàm bảo giáp ra, đây là không có khả năng, Thiên Tàm bảo giáp không phải vật bình thường. Làm gì dễ dàng giao ra, thế nhưng mà Lục Thiếu Du là vũ giả tam hệ, lần này vào Vân Dương Tông, muốn trở thành đệ tử thân truyền cũng tuyệt đối không phải việc khó gì. Vân Dương Tông, từ trước tới nay rất xem trọng đệ tử thân truyền, giữa hai việc này, Bạch Mi trưởng lão cân nhắc không được, nhưng tương đối mà nói. Thiên Tàm bảo giáp chỉ có một kiện, mà đệ tử thiên phú tốt, Vân Dương Tông có rất nhiều, nhưng không đến thời khắc cuối cùng, Bạch Mi trưởng lão tự nhiên sẽ không buông tha Lục Thiếu Du. Bạch Mi, Vân Dương Tông còn không có sở tới sơn mạch Vũ Đô và cổ vực, đừng cầm Vân Dương Tông dọa ta nữa. Ta hỏi lần cuối cùng, giao Thiên Tàm bảo giáp hay không, nếu không, tiểu tử này chết chắc, ta không ngại giết tiểu tử này đâu. Hỏa Âm quái lạnh nhạt nói một tiếng. Hỏa Âm quái, Thiên Tàm bảo giáp là không thể nào, ngươi nên biết giá trị của Thiên Tàm bảo giáp, như vậy đi, thả người trong tay ngươi ta, Vân Dương Tông ta nguyện ý cho ngươi một viên đan dược tứ phẩm. Bạch Mi trưởng lão nói, một viên đan dược tứ phẩm có giá trị bất phàm. Một viên đan dược tứ phẩm là không tệ, xem ra tiểu tử này Vân Dương Tông ngươi rất coi trọng a,
ta càng không thả người. Hỏa âm quái cười nói, một viên đan dược tứ phẩm xem như không ít, đan dược này so với thiên tàm bảo giáp, một viên đan dược tứ phẩm vẫn xem như còn đắt hơn. Hỏa âm quái, ngươi nên biết điều thấy tốt thì lấy a, nếu không cho dù ngươi chạy đến chân trời góc biển, cường giả trong Vân Dương Tông ta vẫn ra tay tru sát ngươi. Vương Minh Nguyệt lạnh nhạt nói một tiếng, hừ, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta chỉ muốn thiên tàm bảo giáp. Hỏa âm quái nói, thần sắc Lục Thiếu Du không có biến đổi, âm dương linh vũ quyết trong người đang luyện hóa, ba đạo chân khí kia đã bị luyện hóa xong. Ba đạo chân khí này vừa luyện hóa xong Lục Thiếu Du đạt được một ít chỗ tốt, chân khí trong cơ thể có tăng cường, nếu chân khí mạnh hơn một tia, chính mình sẽ lập tức đột phá đến vũ sĩ lục trọng. Trưởng lão, ngươi nhất định phải cứu Thiếu Du. Lục Vô Song nhìn Bạch Mi trưởng lão sốt ruột nói, thần sắc vẫn vô cùng lo lắng. Vô Song, ta sẽ hết sức, Thiếu Du là con của Lục Trung, ta cũng không thể không cứu, nhưng mà thiên tàm bảo giáp quá trọng yếu, không thể giao ra được. Bạch Mi trưởng lão nói, Bạch Mi, kiên nhẫn của ta là có hạn, hỏa âm quái đã có chút không nhịn được. Hỏa âm quái, người của ngươi cũng trong tay chúng ta đổi người chứ. Lúc này sau lưng Bạch Mi trưởng lão, bốn chấp sự đã bắt được một đại hán áo đen, hai tên còn lại đã bị người Vân Dương Tông đánh chết. Hỏa âm huynh, cứu ta. Đại hán áo đen cầu khẩn, ai cũng không muốn chết. Hừ, thực lực không đủ, còn sống dùng làm gì? Hỏa âm quái đạm mạc nói, trong tay ngưng tụ khí kình lập tức lướt tới đại hán bị Vân Dương Tông bắt. Xùy. Trước ngực đại hán này có hỏa diễm lướt tới, một lỗ máu hiển hiện, tên đại hán áo đen này nhìn chằm chằm vào hỏa âm quái, trong mắt không cam lòng té trên mặt đất. Thật ác độc. Người Vân Dương Tông cũng không ngờ hỏa âm quái lại ra tay hung ác với người mình như thế, vốn còn muốn dùng người này để áp chế hỏa âm quái, không nghĩ tới hỏa âm quái căn bản không đặt trong lòng. Không thể tiếp tục, nếu không sẽ chết chắc, phải mạo hiểm thử một lần. Bạch Mi trưởng lão nhìn chằm chằm vào hỏa âm quái, lúc này cũng vô kế khả thi, đột nhiên Bạch Mi trưởng lão nhìn thấy Lục Thiếu Du đang nháy mắt, dường như đang nói gì đó với mình. Bạch Mi, ta không có kiên nhẫn, nếu không giao thiên tàm bảo giáp ra, ta liền giết tiểu tử này, sau đó người ở đây ta chậm rãi đánh chết, nhìn ngươi có thể bảo vệ mấy người. Hỏa âm quái lạnh nhạt nói, nộ diễm quyền. Hỏa âm quái còn chưa dứt lời, ngay trong nháy mắt này chân khí của Lục Thiếu Du chấn động, chân khí nóng bỏng lao ra ngoài. Hỏa âm quái vẫn đang áp chế mình nên ở gần trong gang tấc, nộ diễm quyền đánh ra sau đó thân hình lui nhanh. Hỏa âm quái căn bản cũng không có nghĩ đến người bị mình phong bế kinh mạch lại có thể khôi phục nhanh chóng, mặc dù nói một vũ sĩ công kích không cách nào trọng thương hắn. Nhưng nếu gần trong gang tấc chúng một quyền này tự nhiên cũng không dễ chịu, thân hình lui lại né tránh, đồng thời hét lớn một tiếng, thì ra là vũ giả song hệ, tiểu tử muốn chết. Sắc mặt hỏa âm quái biến hóa, mũi chân điểm vào mặt đất, thân thể giống như trượt dài, lui ra sau 10 mét, vừa mới tránh né một quyền của Lục Thiếu Du. Oanh, nộ diễm quyền của Lục Thiếu Du nện vào vị trí đặt chân của hỏa âm quái, lập tức một tiếng vang xuất hiện, đá vụn bay lên. Từng đạo khe hở lan tràn ra xung quanh, hỏa diễm bắn ra ngoài, một quyền này Lục Thiếu Du đã dùng toàn lực, nhưng không thể làm gì được hỏa âm quái. Mà cũng trong nháy mắt này, thân hình hỏa âm quái lướt tới, lao thẳng tới Lục Thiếu Du, trong mắt của hắn đầy sát ý. Hỏa âm quái, ăn một chưởng của ta. Cũng vào lúc này, Bạch Mi trưởng lão sớm chú ý tới Lục Thiếu Du nháy mắt, tuy kinh ngạc Lục Thiếu Du làm sao có thể giải kinh mạch bị phong bế. Nhưng mà hắn vẫn lao tới thật nhanh, trưởng phong lăng lệ đánh ra, quét qua mặt đất, cát đá bay tứ tung, đem tầng đất đá bị quét bay lên cao. Trong thời gian này, đồng tử Bạch Mi trưởng lão hơi co lại, chân khí toàn thân đột nhiên tăng vọt, một đạo thủ ấn ngưng tụ trưởng ấn màu vàng đánh thẳng vào hỏa âm quái. Bạch Mi, hôm nay ta muốn giết tiểu tử này. Dường như hỏa âm quái đã bị Lục Thiếu Du chọc giận, cười lạnh xông lên, không ngờ lại không thèm để ý sau lưng bị Bạch Mi trưởng lão công kích, thân ảnh đột nhiên lao nhanh tới. Tốc độ khủng bố như điện quang lóe lên, mấy bóng dáng hư ảo hiển hiện, nhanh chóng tiếp cận Lục Thiếu Du, hắn đánh ra một trưởng, trực tiếp đập vào người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du căn bản không thể tránh né, bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn, tốc độ cũng kém nhau quá xa, vốn tưởng rằng có thể thừa cơ đào thoát. Không nghĩ tới tốc độ của hỏa âm quái lại còn khủng bố như vậy, mà xui xẻo nhất là nếu lui ra phía sau là vách núi, căn bản không có đường lui nữa. Chương 98,
rơi xuống vách núi. Không do dự, Lục Thiếu Du hất tay áo lên, một đạo thiểm điện màu vàng nhạt lóe lên, đạo hào quang màu vàng. Nhạt này không biết là cái gì lại xuyên qua trường ấn của hỏa âm quái, lập tức bắn thẳng vào hỏa âm quái. Yêu thú. Tốc độ vô cùng nhanh chóng, chỉ có hỏa âm quái đang ở chính diện là nhìn rõ ràng, đạo hào quang màu vàng nhạt này chính là yêu thú loại rắn. Có thể trực tiếp xuyên thấu qua trường ấn của mình, thân sắc hỏa âm quái hoảng hốt, yêu thú này tuyệt đối không phải thứ tầm thường. Hắn không dám chủ quan, đánh ra một chưởng, một đạo hỏa diễm đánh tới công kích yêu thú kia. Xuy xuy. Yêu thú có hào quang màu vàng nhạt này tất nhiên chính là tiểu long, lúc này nó nhìn thấy một chưởng đánh tới. Cái miệng nhỏ của tiểu long há to phun ra một đạo hỏa diễm va chạm với trường ấn, ngọn lửa này không lớn nhưng lại bao trùm một chưởng của hỏa âm quái. Hai bên va chạm vào nhau, trường ấn bị đốt cháy nhanh chóng, tiểu long phun hỏa diễm dường như không phải hỏa diễm tầm thường. Nhưng mà thực lực tiểu long cuối cùng vẫn còn hơi yếu, chỉ trong nháy mắt, trường ấn xuyên qua hỏa diễm của tiểu long, đánh vào thân thể tiểu long, làm nó rơi xuống vách núi. Phanh! Mà vào thời điểm này, một chưởng của Bạch Mi trưởng lão đánh tới, được tiểu long kéo dài trong nháy mắt, chưởng ấn này đánh vào lưng hỏa âm quái. Những nơi chưởng ấn đi qua sinh ra âm thanh xe gió, công kích này quá cường hãn, Bạch Mi trưởng lão cũng vận dụng toàn lực. Phốc phốc! Thân thể hỏa âm quái chấn động, phun máu tươi, một chưởng của Bạch Mi trưởng lão hắn không cách nào ngạnh kháng được, thân hình lảo đảo tiến lên phía trước. Tiểu tử, ngươi hãy chết đi cho ta! Hỏa âm quái cười lạnh, miệng phun máu tươi nhưng lại đánh thêm một chưởng bao trùm Lục Thiếu Du. Lão quái, phải chết thì cùng chết, Thanh Linh Khải Giáp, Khai Sơn Chưởng. Lục Thiếu Du biết không thể lui được nữa, hắn cũng không phải loại người cam tâm mặc cho người ta chém giết, lập tức ngưng tụ Thanh Linh Khải Giáp, vận dụng toàn lực đánh ra một chiêu Khai Sơn Chưởng. Bang bang, hai chưởng ấn va chạm với nhau, lực lượng to lớn trùng kích tới, thân thể Lục Thiếu Du lập tức bị đánh bay về phía vực sâu hun hút ngay sau lưng. Lục Thiếu Du vốn còn muốn sau khi vận dụng Khai Sơn Chưởng lại vận chuyển Chu Tước Quyết, nhưng đối phương căn bản không cho hắn cơ hội này, thân hình của hắn rơi vào vực sâu vạn trượng bên dưới. Phanh! Bạch Mi trưởng lão tiếp tục đánh ra một chưởng vào lưng hỏa âm quái, âm thanh nổ tung vang vọng, hỏa âm quái bị Bạch Mi trưởng lão dùng một chưởng đánh tan chân khí hộ thể. Trực tiếp đánh vào thân thể, đối phương phun một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo rơi xuống vực sâu trước mặt. Ô! Bạch Mi trưởng lão lập tức huýt sáo, hai con nham thú trên cao lập tức lao xuống vách núi. Thiếu Du, thần sắc Lục Vô Song kinh hãi phóng tới chỗ vách núi. Hai người Độc Cô Băng Lan cùng Thúy Ngọc đưa mắt nhìn nhau, thần sắc lập tức trầm xuống, hai nàng kinh hoàng lao tới bên cạnh vách núi. Chỉ có ánh mắt hai người Lục Thiếu Hổ cùng Vương Quang là hà hê và cười lạnh. Dưới vách núi vạn trượng là mây mù trắng xóa dày đặc, sâu không thấy đáy, không có ai biết vách núi này cao bao nhiêu, cũng không cách nào nhìn thấy phía dưới thế nào. Trưởng lão, ngươi nhất định phải cứu Thiếu Du à. Lục Vô Song nhìn chằm chằm vào vực sâu dưới vách núi, sắc mặt tái nhợt, rơi xuống vực sâu thế này, cho dù có vũ kỹ phi hành phong hệ, thực lực vũ sĩ cũng khó mà đi lên được. Vô Song, nham thiếu đã xuống dưới, nhất định có thể cứu Thiếu Du. Bạch Mi trưởng lão nói ra, nhưng mà trong nội tâm lại thở dài, vách núi này chính là một khu vực kỳ lạ của sơn mạch Vũ Đô, sâu không thấy đáy, phía dưới thế nào thì chưa từng có ai xuống qua. Huống chi vừa rồi Bạch Mi trưởng lão cũng nhìn thấy Lục Thiếu Du trúng một chưởng của hỏa âm quái, lại té xuống vực sâu, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, hiện tại chỉ có thể dựa vào kỳ tích mà thôi. Ực! Sau một lát hai con nham thú lao lên, xoay quanh trên không trung kêu một tràng dài như đang nói cái gì đó. Trưởng lão, nham thú không cách nào xuống dưới, phía dưới đều là sương mù dày đặc, căn bản là nhìn không thấy gì. Nữ chấp sự trung niên Vân Dương Tông nhìn qua Bạch Mi trưởng lão nói ra. Trưởng lão, vậy làm sao bây giờ, nhất định phải cứu Thiếu Du, ta muốn xuống dưới tìm hắn. Nước mắt trong mắt Lục Vô Song chảy dài, muốn thả người nhảy xuống vực sâu vạn trượng. Vô Song, ngươi xuống dưới đó cũng chỉ chịu chết mà thôi, chúng ta lại nghĩ biện pháp đã, ngươi tỉnh táo một chút. Bạch Mi trưởng lão giữ chặt Lục Vô Song, lập tức quay đầu nhìn qua Vương Minh Nguyệt nói ra, Minh Nguyệt lão đệ, có biện pháp nào xuống dưới hay không? Không thể đi xuống, vách núi này dường như tiến thẳng vào lòng đất, không ít cường giả thử qua, cũng không cách nào đi xuống, phía dưới cũng không biết thông tới nơi nào, không ai biết được cả. Vương Minh Nguyệt nói nhỏ,
té xuống thì chết chắc, chúng ta vẫn nên đi thôi. Lục Thiếu Hổ nhàn nhạt nói ra, không, ta muốn xuống dưới cứu Thiếu Du. Hai mắt Lục Vô Song rưng rưng, trong lúc bất tri bất giác, nàng cảm giác được linh hồn của mình dường như mất đi cái gì đó. Trong lòng kiên định, Thiếu Du nhất định sẽ không chết, nhất định đang ở dưới đợi nàng. Vô Song, ngươi tỉnh táo một chút đi, đây không phải vách núi bình thường, ta sẽ nghĩ biện pháp. Bạch Mi trưởng lão nói xong, hắn đánh vào gáy Lục Vô Song, Lục Vô Song lập tức ngất đi. Ta đi xuống xem một chút. Bạch Mi trưởng lão giao Lục Vô Song cho nữ chấp sự trung niên, lập tức nhảy lên nham thiếu, tự mình dẫn nham thiếu bay xuống. Dưới vách núi, sau khi xâm nhập 100 mét thì sương mù màu trắng dày đặc càng nồng đậm, dùng với tu vị của Bạch Mi trưởng lão, hắn chỉ nhìn thấy vài mét mà thôi. Mà yêu thú nham thiếu thì hoàn toàn không nhìn thấy rõ ràng, trong sương mù dày đặc thế này không phân rõ xung quanh, căn bản là không cách nào tiến thêm nửa thước. Bạch Mi trưởng lão nhìn xung quanh, vẫn là sương mù nồng đậm, trừ sương mù ra không còn có thứ gì khác. Thiếu Du. Bạch Mi trưởng lão hô to vài tiếng, truyền tới chỉ là hồi âm từ vách núi vọng về mà thôi, vực sâu này không thấy đáy. Trưởng lão, thế nào rồi? Bạch Mi trưởng lão cưỡi nham thiếu nhảy lên vách đá, Độc Cô Băng Lan hỏi. Không có biện pháp, phía dưới căn bản nhìn không được rõ ràng, nham thiếu cũng không cách nào xuống dưới, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Bạch Mi trưởng lão thở dài một hơi rồi nói. Vũ giả tam hệ, thiên phú đỉnh cấp, Vân Dương Tông chúng ta mất đi một đệ tử thân truyền rồi. Một gã chấp sự thở dài, vũ giả tam hệ, cả Vân Dương Tông cũng chỉ có một người mà thôi. Thiếu niên vừa rồi là vũ giả tam hệ sao? Vương Minh Nguyệt kinh ngạc nói. Chúng ta đi thôi, hy vọng kỳ tích xuất hiện, Thiếu Du có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Nếu không lần sau nhìn thấy Lục Trung, ta cũng không biết nên bàn giao thế nào. Bạch Mi trưởng lão nói. Các bạn đang nghe chuyện Linh Vũ Thiên Hạ của tác giả Vũ Phong tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 99, Động Thiên Khác Lạ. Bạch Mi, chẳng lẽ hắn là con của Lục Trung? Thần sắc Vương Minh Nguyệt đầy kinh ngạc. Không sai. Bạch Mi trưởng lão than nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu, lập tức nói, chúng ta đi thôi, nơi này không an toàn, tránh dẫn cường giả khác bị thu hút tới, chúng ta đi trước đi. Chúng ta đi thôi. Bên cạnh vách núi, Độc Cô Băng Lan nhìn Thúy Ngọc nói. Ngươi nói hắn có cơ hội tìm được đường sống trong chỗ chết không? Thúy Ngọc nhìn chằm chằm vào vực sâu, nói. Hắn không giống như người chết non, nhất định sẽ tìm được đường sống trong chỗ chết. Độc Cô Băng Lan nói. Chỉ mong như thế. Thúy Ngọc nói nhỏ một tiếng, lập tức thu liễm thần sắc, mỉm cười nói, chúng ta đi thôi. Trên vách núi, đám người Bạch Mi trưởng lão mang thi thể đệ tử Vân Dương Tông mai táng tại Hoang Nguyên, thu hồi túi không gian của mọi người, hai con nham thiếu bay lên trời, mọi người biến mất trên vách núi. Nhìn chằm chằm vào vách núi càng ngày càng xa, trên lưng nham thiếu, ánh mắt Thúy Ngọc vẫn nhìn chằm chằm vào vách núi, lẩm bẩm, ta tại sao lại nghĩ tới hắn chứ? Lại nói Lục Thiếu Du ngã xuống vách núi thì trong lòng tuyệt vọng, trong cơ thể bị một chưởng của hỏa âm quái trùng kích. Máu tươi phun ra, hắn bị trọng thương, khí huyết nhộn nhạo, thân hình không ngừng rơi xuống trong mây mù. Lục Thiếu Du nghe được tiếng gió gào thét bên tai, hắn đang rơi xuống, trái tim của hắn đập loạn giống như muốn xé tan lồng ngực lao ra ngoài. Làm sao bây giờ, chết chắc rồi. Lục Thiếu Du nghĩ thầm trong lòng, bản thân mình sẽ không chết đâu, còn có mẫu thân phải chiếu cố. Hắn nghĩ nếu như mình có vũ kỹ phi hành, nói không chừng còn có thể có cơ hội chạy trốn, bằng không hắn chết chắc rồi. Siêu siêu. Vào lúc này âm thanh xé gió bén nhọn truyền tới, Tiểu Long lại xuất hiện bên người, thân hình của nó không ngừng rơi xuống. Tê tê. Tiểu Long cũng cảm giác được tình huống của Lục Thiếu Du, nhả lưỡi ra rung động tê tê, nhưng căn bản không có chút biện pháp nào. Đó là cái gì? Trong lúc hoảng sợ, trong ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn thấy một nơi không có sương mù dày đặc che phủ. Địa phương khác đều là sương mù trắng xóa, đây là nơi kỳ lạ, nhưng mà khu vực đó còn cách vị trí hắn rơi xuống một khoảng cách. Ở đó có chút cổ quái, nói không chừng có cơ hội sống sót. Lục Thiếu Du không do dự, cũng không biết lực lượng to lớn sinh ra từ đâu, con người lâm vào tuyệt cảnh. Có chút thời điểm sẽ bộc phát tiềm năng lớn nhất, một chưởng chụp vào hư không, Lục Thiếu Du mượn một tia phản lực, thân hình hơi dừng lại. Nhưng vào lúc này, khí lực toàn thân Lục Thiếu Du tụ tập lại,
đột nhiên bật về phía trước. Trong chốc lát, Lục Thiếu Du lại rơi xuống lần nữa, nhưng mà nhờ cú nhảy này hắn đã tiến vào khu vực không có sương mù. Đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Lục Thiếu Du vô cùng kinh ngạc, rốt cục biết rõ vì cái gì nơi này không có sương mù che đậy, thì ra nơi này không biết có gió lốc sinh ra từ đâu. Giống như một vòng xoáy sinh ra lực bài xích cực lớn, mây mù xung quanh tán đi, mà ở bên trong lại sinh ra lực hút cực mạnh, thân hình của hắn bị lực hút này kéo vào. Thân thể không bị khống chế không ngừng xoay tròn trong gió, tuy tốc độ rơi xuống chậm lại không ít, nhưng mà xoay tròn làm mắt Lục Thiếu Du nổ đom đóm, đầu óc hỗn loạn chóng mặt. Lần này chết chắc rồi, đây rốt cuộc là nơi nào? Lục Thiếu Du nghĩ thầm trong lòng, trên người bố trí thanh linh khải giáp đã càng ngày càng mờ nhạt, lực hút này cực kỳ khổng lồ. Giống như lưỡi dao gọt qua thân thể, nếu không phải trên người có thanh linh khải giáp gia trì, chỉ sợ bản thân mình hiện tại đã biến thành đống xương trắng. Trong lực hút khổng lồ ở nơi này, Lục Thiếu Du cảm giác được bản thân mình không kiên trì nổi. Thanh linh khải giáp trên người không thể tiếp tục trèo chống, thanh linh khải giáp tiêu tán, bản thân hắn sắp hóa thành xương trắng. Đúng lúc này, Lục Thiếu Du đột nhiên cảm giác lực hút dường như tiêu tán không còn, thân hình của mình rơi xuống nhanh chóng. Phanh! Lục Thiếu Du cảm giác bản thân mình rơi thẳng xuống đất, miệng phun máu tươi, lập tức hôn mê. Thiếu Du, Thiếu Du. Trên lưng Nham Thiếu, Lục Vô Song chậm rãi tỉnh lại, mở hai mắt ra nhìn xung quanh không thấy thân ảnh Lục Thiếu Du, lập tức sốt ruột hỏi, trưởng lão, Thiếu Du đâu rồi, có cứu được Thiếu Du không? Vô Song tỷ, Lục Thiếu Du đã chết rồi, tỷ không cần nghĩ tới hắn nữa, rớt xuống vách núi thì chết chắc. Lục Thiếu Hổ nói, không đâu, Thiếu Du sẽ không chết, ta muốn đi cứu hắn, ta làm sao bàn giao với Tam Di đây? Lục Vô Song thất thần nói, bắt đầu giãu giụa ra khỏi tay nữ chấp sự trung niên. Vô Song, ngươi tỉnh táo một chút, ta tự mình xuống dưới xem qua, Thiếu Du là giữ nhiều lành ít, nếu như có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, ngày nào đó ngươi sẽ gặp được hắn, ngươi như vậy cũng không giúp được cái gì đâu. Bạch Mi trưởng lão nói, trong lòng của hắn cũng không quá tin tưởng có người rớt xuống vách núi đó còn tìm được đường sống trong chỗ chết, tăng thêm thực lực Lục Thiếu Du chỉ là vũ sĩ mà thôi. Thiếu Du, Lục Vô Song khóc giống lên, nhưng cũng không có chút biện pháp nào, nghĩ đến đường đệ bởi vì cuối cùng cứu mình khi bị hỏa âm quái uy hiếp, trong nội tâm càng bi thương và tự trách. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Lục Thiếu Du tỉnh lại từ trong hỗn loạn, cảm giác chân khí trong cơ thể tán loạn, huyết khí cuồn cuộn, toàn thân khó chịu nói không nên lời. Suy suy, có cái gì đó đang liếm láp mặt của mình, Lục Thiếu Du mở hai mắt ra, phát hiện Tiểu Long đang ở bên cạnh mình, xung quanh là một sơn động đá không lớn không nhỏ. Tiểu Long, ta không có chết. Lục Thiếu Du nhìn thấy Tiểu Long, lập tức ý thức được bản thân mình không chết, hắn vẫn còn sống. Đánh giá xung quanh, Lục Thiếu Du nhìn sơn động này chỉ lớn chừng 10 mét, trên mặt đất đều là hòn đá gập ghềnh, không có một tia bụi đất, nhưng trên mặt đất phủ kín không ít xương cốt vỡ nát. Lục Thiếu Du lập tức giật mình, lập tức dãy dụa ngồi xuống, trong sơn động này có không ít xương cốt, thi khí toàn, toàn thân khẽ run rẩy. Hỏa âm quái. Cũng vào lúc này, Lục Thiếu Du nhìn thấy cách mình không xa chính là hỏa âm quái nằm trên mặt đất, cũng không biết sống hay chết. Lục Thiếu Du không biết hỏa âm quái làm sao lại rơi xuống đây, nhưng trong nội tâm biết rõ, hỏa âm quái nếu không chết thì hắn sẽ không may. Do dự một chút, nhìn qua hỏa âm quái, Lục Thiếu Du dãy dụa di động thân thể tới trước người hỏa âm quái, cảm giác hỏa âm quái vẫn còn thở, hắn chỉ đang hôn mê mà thôi. Lúc này không hạ thủ, đợi hỏa âm quái tỉnh lại thì muộn rồi. Trong lòng Lục Thiếu Du trầm xuống, sát ý sinh ra, hắn chính là bị hỏa âm quái đánh rơi vách núi. Nhưng vào lúc này, hỏa âm quái khẽ chấn động, thân hình chậm rãi đứng lên, khóe miệng còn có một tia vết máu. Nhìn chằm chằm vào xung quanh và thấy Lục Thiếu Du, nhìn thấy sát ý trong mắt Lục Thiếu Du thì lập tức nói, tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Chương 100, Tiểu Long ra tay. Lục Thiếu Du biến sắc, hỏa âm quái tỉnh lại, chính mình gặp phiền toái, chỉ có thể thừa dịp hắn bệnh lấy mạng của hắn. Lập tức quát một tiếng, Tiểu Long, nhanh giết hắn. Tê tê, thân ảnh Tiểu Long lao tới, Tiểu Long và Lục Thiếu Du đã sớm đạt tới mức tâm ý tương thông. Trong lòng Lục Thiếu Du suy nghĩ cái gì Tiểu Long đều có thể cảm giác được, lúc này thân hình như điện, nó lướt tới chỗ hỏa âm quái. Tiểu tử ngươi dám, hỏa âm quái lập tức kinh hoàng thất sắc, uy lực của yêu thú này hắn đã nhìn thấy,
không dám khinh thường, lập tức kết xuất thủ ấn. Phốc phốc. Nhưng vào lúc này, hỏa âm quái vừa mới vận công, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trúng hai chưởng của Bạch Mi trưởng lão. Cộng thêm ngã xuống sơn động này đã bị trọng thương, vừa vận công thì khí huyết công tâm. Ý. Tiểu Long lúc này đã lao tới như tia chớp, nó lướt lên người hỏa âm quái, sau đó trong miệng nhỏ có hai răng nanh hiện ra, hàn quang tùm cắn vào cổ hỏa âm quái. Một đạo huyết dịch phun ra, hỏa âm quái che cổ, thần sắc vô cùng kinh hãi nhìn chằm chằm vào Tiểu Long, từ trên cổ có một đạo năng lượng trùng kích óc của hắn, phá hủy óc của hắn. Linh thú, không ngờ là linh thú. Hắn vừa nói xong toàn thân run rẩy, thất khiếu hỏa âm quái chảy máu, sắc mặt biến thành màu đen. Giống như trúng độc cực nặng, thân hình run rẩy hai cái sau đó miệng phun máu đen, không còn chút sinh cơ nào cả. Có độc sao? Nhìn thấy thi thể hỏa âm quái, Lục Thiếu Du kinh ngạc, Tiểu Long chỉ cắn một cái là có uy lực cường hãn như thế, hỏa âm quái giàu gì cũng là cường giả vũ phách, không ngờ cũng bị Tiểu Long cắn chết. Đáng tiếc, trong lòng Lục Thiếu Du cảm thán, hỏa âm quái vừa chết, bản thân hắn không cách nào thôn phệ chân khí của hắn để sử dụng. Nhưng hỏa âm quái vừa chết, mình xem như an toàn, cái mạng nhỏ này vẫn được bảo trụ. Suy suy. Đánh chết hỏa âm quái xong, Tiểu Long lại tiếp tục tiến tới cổ hỏa âm quái, há mồm cắn xuống. Sau một lát chỉ thấy thân thể Tiểu Long bành trướng lớn nhỏ 3 mét, mà thi thể hỏa âm quái hóa thành thây khô, huyết nhục bị Tiểu Long thôn phệ. Thân thể Tiểu Long chùn xuống, hào quang bao phủ quanh thân thể, thân hình lại biến thành bộ dáng dài 10 cm, lưỡi phun ra nuốt vào giống như đã ăn no, sau đó thân mật đến bên người Lục Thiếu Du. Nơi này đúng là quái gì a? Lục Thiếu Du đánh giá xung quanh, trong sơn động thi cốt không phải số ít, từ xương cốt có mấy nhân loại, các thứ khác không biết là yêu thú hay dã thú. Sơn động này không có thứ gì khác, mà trần sơn động lại có lỗ nhỏ rộng 2 mét, chính mình và những chủ nhân thi cốt nơi đây có lẽ đều là gió lốc hút vào trong này. Vẫn nên điều tức khôi phục thương thế đã. Lục Thiếu Du lập tức khoanh chân ngồi xuống, hắn bị thương lần này không nghi ngờ là lần nặng nhất, có đan dược chữa thương trên người. Muốn khôi phục cũng cần thời gian không ngắn, cũng chỉ có khôi phục xong mới nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này. Vận chuyển âm dương linh vũ quyết, chân khí trong kinh mạch chậm rãi chảy khắp toàn thân, Lục Thiếu Du bắt đầu chậm rãi điều tức. Tiểu Long sau khi nuốt huyết dịch toàn thân hỏa âm quái thì đạt được không ít chỗ tốt, quanh thân sinh ra hào quang nhàn nhạt xoay quanh người Lục Thiếu Du, dường như cũng đang tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong thời gian Lục Thiếu Du điều tức, trên không thành Vũ Đô có hai nham thú xoay quanh, đám người Bạch Mi trưởng lão, Vương Minh Nguyệt cũng tiến vào trong thành Vũ Đô. Thành Vũ Đô chính là địa bàn của Vân Dương Tông, Vương Minh Nguyệt thân là trưởng lão ngoại môn, cũng là thành chủ thành Vũ Đô. Thành Vũ Đô nằm ở biên giới Linh Vũ Đại Lục cùng cổ vực nên diện tích cũng không nhỏ, trong thành cũng có mấy chục vạn nhân khẩu, bởi vì tới gần sơn mạch Vũ Đô. Phần lớn đều là dong binh và thương gia, còn có không ít vũ giả, có linh giả ở trong đó cũng không có gì bất ngờ, có thể nói là rồng rắn lẫn lộn. Nhưng mà có Vân Dương Tông ở sau lưng, người tới thành Vũ Đô không dám nháo sự. Vân Dương Tông cũng không phải dễ trêu, người bình thường không chọc nổi Vân Dương Tông. Lần này nghe được tin tức trong sơn mạch Vũ Đô có thiên tàm bảo giáp xuất hiện, hắn dẫn theo đệ tử tiến vào sơn mạch Vũ Đô tầm bảo. Cuối cùng ngoài ý muốn đạt được thiên tàm bảo giáp, lại bị hỏa âm quái đuổi giết, cuối cùng phải phát tín hiệu cầu viện, không ngờ dẫn đám người Bạch Mi trưởng lão tới. Minh Nguyệt lão đệ, ngươi nghĩ biện pháp đi tới vách núi đó thăm dò tin tức của Lục Thiếu Du, chúng ta phải quay về trong tông rồi. Trong đại điện thành Vũ Đô, Bạch Mi trưởng lão nói, lúc này ở đại điện đã sớm có người bưng đồ ăn và trái cây lên. Yên tâm đi, Lục Thiếu Du là con của Lục Trung, ta tự nhiên sẽ chú ý nhiều. Lần này Lục Thiếu Du gặp chuyện ngoài ý muốn, lần sau nếu nhìn thấy Lục Trung, chúng ta cũng không dễ bàn giao. Vương Minh Nguyệt nói, đúng vậy a, lần này ta đi trấn Thanh Vân, cũng không có nhìn thấy hắn. Bạch Mi trưởng lão nói. Vương Minh Nguyệt nói, lần này quay trở lại Vân Dương Tông, Bạch Mi huynh mang theo thiên tàm bảo giáp về trong tông đi, miễn cho có người nhớ thương, đưa vào trong tông rồi, kẻ nào cũng không dám suy nghĩ tới. Vương Minh Nguyệt nói, cũng tốt, Minh Nguyệt lão đệ ngươi lần này xem như lập công, đến lúc đó nói không chừng có cơ hội triệu hồi về tông đấy. Bạch Mi trưởng lão nói, mọi người nghỉ ngơi một chút, lại cưỡi nham thiếu đi về Vân Dương Tông, phải mau chóng đưa đệ tử mới về Vân Dương Tông. Bạch Mi trưởng lão cũng không dám trì hoãn. Lần này có một vũ giả tam hệ chết đi, trở lại trong tông không tránh được trách phạt,
chỉ mong đạt được thiên tàm bảo giáp ưu khuyết điểm bù nhau, có thể miễn trừ xử phạt. Ba ngày sau, trong sơn động, hòa quang màu vàng nhạt quấn quanh người Lục Thiếu Du, hào quang co rút lại chui vào lỗ chân lông toàn thân. Miệng hắn phun ra một ngụm máu bầm, trên mặt đã xuất hiện một chút hồng nhuận phơn phớt. Ba ngày điều tức, thương thế đã tốt ba thành, đi lại đã không thành vấn đề. Nhất định phải mau chóng tăng cường thực lực mới được. Trong nội tâm Lục Thiếu Du nói thầm, nếu như trước đó mình có đầy đủ chiến lực, cũng sẽ không xuất hiện tình huống này. Hiện tại mình có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, tiếp theo có cơ hội như thế không còn khó nói, tất cả phải dựa vào thực lực của mình mới được. Tiểu Long leo lên đầu gối Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhìn qua thân thể Tiểu Long, so với ba ngày trước thân thể của nó dài hơn một chút, đã dài tới 15 cm. Sau khi hơi kinh ngạc, Lục Thiếu Du cũng đoán được ra, hẳn là Tiểu Long nuốt huyết dịch của hỏa âm quái sau đó đạt được một ít chỗ tốt. Xem ra Tiểu Long cũng giống mình tu luyện âm dương linh vũ quyết, có hiệu quả tu luyện như nhau. Lục Thiếu Du thu Tiểu Long vào trong tay áo, đứng dậy đánh giá xung quanh, ý định nghĩ biện pháp đi ra khỏi nơi này. Túi không gian. Các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ của tác giả Vũ Phong tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.